chắc thì có chào mình là Bạch Công Tử. Tên là Bạch gì á? Công Khanh là được rồi. Đúng rồi, người ta là ca sĩ chứ đâu phải là kiếm hiệp đâu. Đúng không? Đâu phải là kiếm khách đâu mà công tử này công tử nọ. Có phải không vậy chứ Bạch Công Khanh hả? Trời ơi, thấy em á, bạn bị nhiễm phim Hồng Kông hơn mình nữa đó. Thôi được rồi, để cho mình làm MC mình phỏng vấn anh ca sĩ này. Anh ơi, anh hát rất là dễ thương, anh biểu diễn dễ thương đáng yêu quá. Bây giờ anh có thể là trả lời gọn về bản thân anh cho các bạn biết về anh được không? Lời đầu tiên anh Khanh xin gửi lời chào đến bạn Thọ và bạn Rùa cũng như là tất cả các bé đang có mặt trong nhà hát Bến Thành, chương trình Vừa Âm Nhạc buổi sáng ngày hôm nay. Anh Khanh xin giới thiệu là một lần nữa, anh Khanh tên đầy đủ là Bạch Công Khanh và hiện tại anh Khanh đang là sinh viên năm nhất của trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. À, hiện giờ anh đang là sinh viên rất là dễ thương, ham học rồi ham ca, dễ thương quá. Mà mình cũng biết một bí mật ảnh chưa, ảnh mắc cỡ anh chưa khai ra cho các bạn nghe, đó là ảnh được giải hai tiếng hát học đường. Chúa đâu, ảnh có nhiều giải thưởng lắm, ảnh còn là một chàng trai xinh đẹp được giải béo dầu mỡ nè, mà nhất là đừng có